Hiện tại thì bánh mì sandwich đã có mặt ở trong cuộc thi đấu rồi. Và Tâm Ray cũng vậy, Tâm Ray thì sẽ là trang phục chữ xanh, còn bánh mì sandwich thì sẽ là chữ tím anh em nhé. Mình sẽ xoay đồ hai cao thủ này để xem họ sẽ đi theo trường phái nào. Một cây khổng tước linh cả choáng và băng sát nội công. Thế thì bánh mì sandwich sẽ đi theo con đường vô ma rồi, phong xương gãy ảnh em ạ. Rất đẹp, một Nga mì chiến thực thụ của hệ phái phong xương. Chỉ có điều bánh mì sandwich vẫn chưa thể tìm cho mình một chiếc ngọc bội vô ma vượt tốc được. Còn đây là BP Tâm Ray. Việc anh cầm cây kiếm như thế này cũng một phần nào đó làm chúng ta hiểu ra được rằng anh sẽ đi theo con đường là ngũ độc trưởng anh em ạ. Mặc rất nhiều kháng băng cũng giống như là phòng thu vật lý, một sự chuẩn bị cần thiết khi đối đầu với bánh mì. Vâng, để bình chọn cho bánh mì anh em sẽ comment cho mình chữ BM, để bình chọn cho Tâm Ray thì sẽ comment cho mình chữ TR. Các em rất là nhiều. Sức nóng không chỉ ở trong khu vực đấu trường này mà cả phía bên ngoài này và trên khán đài nữa đều tỏ ra sôi động hơn bao giờ hết, khi rất nhiều kèo bùng nổ rồi. Thậm chí thì kèo bánh mì và đã ăn đủ có một chai anh em kìa, rất nhiều kèo rồi. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyến cáo anh em chơi vui vẻ thôi, xem và trải nghiệm, không nên quá xa đà vào việc cá cược. Đây là điều gì Việt Nam không mong muốn chút nào. Anh em thấy được rõ ràng một trong những ý tưởng được phát triển rất tốt bởi Việt Nam thì chúng ta đã có thể đưa sàn đấu biện kinh quay trở lại với địa điểm này, nơi từng một thời làm nên bao nhiêu sóng gió của tựa game võ lâm truyền kỳ. Vâng, trận đấu đã chính thức được diễn ra rồi và bánh mì sandwich đang là người chủ động tấn công BP Tâm Ray. Phong xương vẫn đang bắn quá rát, Tâm Ray đã lên được một bùa rồi và tiếp theo là bùa thứ hai đã bắt đầu xuống ngựa rồi nhưng vẫn chưa thể nhấc tay ra được. Khả năng áp chế đến từ phong xương toán ảnh vẫn là quá khủng khiếp. Giá như bánh mì sandwich mà có thêm một chiếc con bội vô na nữa thì sẽ là một điều hoàn toàn áp chế. Tuy nhiên đứng ở cự ly quá gần như thế này, hấp tinh hiểm sẽ có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Và khi kết hợp thêm với vô hình độc cùng với xương gà được tạo ra bởi đôi tay của Tâm Ray thì sẽ là một tình huống đột tử nếu bánh mì sandwich không có khả năng bơm máu kịp thời. Chúng ta đã quan sát thấy rõ ràng hôm nay bánh mì sandwich cũng đã trang bị cho mình rất nhiều chúng độc rồi, sự chuẩn bị rất cần thiết và kỹ lưỡng khi đối đầu cùng với Tâm Ray, một cao thủ cũng đã có bề dày thành tích ở trong dĩ hào kiệt và hiện tại thì cũng đang dần dần tạo được chỗ đứng của mình ở trong server của mộ đài này, đứng bên cạnh những châu tinh tổ hay độc cô nhân. Phong xương cũng đang tỏ ra khá áp chế anh em ạ, hấp tinh hiểm đã lên được rồi nhưng Tâm Ray vẫn không thể ra thêm một đòn nào cả anh em ạ. Máu bánh mì sandwich mất cũng là khá nhiều, trong đó phong xương mới chỉ tạo ra được những hiệu ứng giữ chân đối với Tâm Ray mà thôi. Cần hiệu quả hơn ở trong những pha tấn công của mình. Nếu như bánh mì sandwich không muốn hết máu trước, anh em nên nhớ rằng đối với skill hấp tinh nghiệm 12 của ngũ độc, nó sẽ làm cho đối phương bị rút hoàn toàn cái lượng mana. Và một tình huống mana sẽ hết trước máu là một điều hoàn toàn có thể xảy ra anh em ạ. Mình cho anh em xem lượng trúng độc mà bánh mì sandwich mang vào trận đấu này là như thế nào. 80 trúng độc từ chiếc đai lưng, 40 trúng độc từ che mũ này, thêm cả trúng độc ở chiếc nhẫn dưới này và cả thanh âm phản sướng mà bánh mì sandwich đã cộng vào ở trong skill của mình nữa, gần như là 240 trúng độc rồi. BP Tâm Ray vẫn đang cố gắng đứng thật gần để có thể phát động ra hấp tinh nghiệm. Đây là trận đấu thứ hai ở trong sự kiện của Mỗi Hùng tháng 11, vòng 1 của Zip Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ diễn ra tổng cộng là 8 cặp đấu để tìm ra 8 tấm vé bước vào trong vòng tứ kết. Sau ngày thi đấu hôm nay thì mình sẽ lên bốc thăm và chia cặp một lần nữa cho tứ kết ngày mai. Vâng, một tình huống trắng máu mình sẽ quyết được rồi nhưng BP Tâm Ray vẫn không thể rút điểm được. Cơ hội như thế là không nhiều và sẽ cần phải tận dụng một cách tối đa. Quá khó em ạ. Phong xương toái ảnh vẫn là một gì đó cực kỳ khó chịu ở trong những skill của võ lâm truyền kỳ. Khi dính phong xương toái ảnh thì các cao thủ chúng ta sẽ bị bật ngửa người và gần như thì không thể ra đòn được.
Hơn thế nữa thì bánh mì sandwich cũng mang trên 240 trúng độc. Các cao thủ chúng ta họ đã phải trải qua 48 trận đấu đầy gay cấn khi đối đầu thập đại môn phái và có được 16 slot để tham gia vào sự kiện của mỗi hùng lần này. Với những phần quà giá trị được gửi đến từ Zip Việt Nam, giải nhất của chúng ta sẽ là 4 giúp hoàng kim môn phái, 180 viên mỗi loại của lục, lam và tử thủy tinh, 120 viên tình bảo thạch, 600 bình quế hoa tử, 1200 bình thiên sơn bảo lộ, 1000 thuốc bật mã ôn và 8 lễ bao may mắn có thể mở ngẫu nhiên ra được một du hoàng kim môn phái hay 1000 vạn. Top 2 chúng ta sẽ được 3 du hoàng kim môn phái, 90 viên các loại của lam, lục và tử thủy tinh, tinh bảo thạch là 60 viên, quế hoa tử là 300 bình, thiên sơn bảo lộ là 600 bình, bật mã ôn là 600 bình và 6 lễ bao may mắn. Những tình huống mà bánh mì sandwich di chuyển sẽ là cơ hội để cho Tâm Ray có thể ra đòn. Tuy nhiên thì Tâm Ray vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách thật tốt, tận dụng được sát thương đến từ vô hình độc và cả cơ hội để cho hấp kinh nghiệm của thể bộc phát được nữa. Trận đấu chúng ta đã diễn ra được một nửa thời gian rồi, và theo như quân quan sát thì nếu bánh mì sandwich không thể giải quyết trận đấu được nhanh chóng thì việc trị hết máu trước BP Tâm đây hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, trắng máu rồi anh em ơi, trắng máu rồi, cơ hội để cho BP Tâm đây có thể rút điểm. Vâng, vậy là BP Tâm đây đã có thể rút điểm được bánh mì sandwich rồi anh em ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem tình huống quay chậm, tình huống mà BP Tâm đây đã áp sát thật gần để cho có thể tung ra được một skill chí mạng và đưa bánh mì sandwich vào đây ăn nghỉ cuối cùng. Mình xin công bố kết quả của trận thi đấu thứ hai. BP Tâm Ray thắng. Quá hay anh em ạ. Một lần nữa chúng ta sẽ xem lại pha quay chậm. Bánh mì sandwich đã hết hoàn toàn máu rồi anh em ạ. Và việc BP Tâm Ray ra đòn nó chỉ giống như một giọt nước làm tràn ly mà thôi. Bây giờ